Phim Hoa Hồng Giấy sản xuất bởi Viettel Media. Sao đi bộ vậy? Xe em bị hư giữa đường. Mà xe anh mới mua hả? Xe này anh mượn để đón đồng đội cho nó tiện. Mới ốm xong, anh sợ đi xe máy bị mệt. Em vừa về, em nên nghỉ ngơi trước. Cô công khai gặp gỡ thằng đàn ông khác từ khi nào vậy? Anh làm em đau đó. Có gì thì từ từ nói chuyện. Đàn ông mà đụng tay đụng chân như vậy thật không hay chút nào hết. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Em là y tá, một ngày em gặp biết bao nhiêu là bệnh nhân. Người nhà bệnh nhân là nam giới, chưa kể đồng nghiệp của em còn là bác sĩ nam nữa. Anh muốn nói tới người đàn ông nào? Cô cũng nhiều lý lẽ lắm. Cái người sáng nay cười nói thân mật rồi đi xe cùng ấy, quên nhanh vậy. Thì ra là chuyện đó. Anh Kiên là hàng xóm từ nhỏ của em. Sáng nay em đi làm bị hư xe, ảnh đi ngang thì cho em đi nhờ thôi. Chuyện bình thường mà. Cô nghĩ tôi là trẻ con à? Trùng hợp vậy sao? Anh đang ghen đó hả? Tôi là chồng cô, tôi có quyền cấm cô không được quá gần gũi với thằng đàn ông khác. Vậy sếp ơi, em là vợ anh, em có quyền cấm anh không qua lại với cô giảng viên trơ trẽn tên là Lam Anh được không ạ? Đáng lý ra em phải là người bực tức chứ không phải là anh. Đừng trốn tránh nữa. Em không muốn nói chuyện với anh lúc này. Em có sao không? Để anh xem nào. Đứng im đi.